Xin chào quý các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Intel Mobile. Và hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một ứng dụng mà phải nói là mình cực kỳ là thích. Cái ứng dụng đó có tên là OG YouTube, không biết là có bao nhiêu bạn đã biết đến ứng dụng này rồi, nhưng mà mình vẫn sẽ giới thiệu đến cho những bạn nào mà chưa biết. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ qua một chút về ứng dụng này. Thì cơ bản khi mà chúng ta truy cập với ứng dụng này, nó cũng giống tương tự như ứng dụng YouTube bình thường mà thôi, nhưng mà nó sẽ có thêm hai cái tính năng nữa. Đó là ở đây thì mình sẽ show cho các bạn. Tính năng đầu tiên là chúng ta có thể nghe nhạc ở chế độ nền. Tức là chúng ta khi mà nghe nhạc ấy, chúng ta vẫn có thể là đi ra ngoài màn hình chính hoặc là tắt màn hình đi thì nhạc ở trên YouTube vẫn có thể nghe. Cái điều này là điều mà YouTube mặc định của Google sẽ không có được. Mình sẽ show thử nhá. Chúng ta sẽ bấm vào nền này, nó thoát ra. Đó, các bạn thấy là ở trên đây chúng ta sẽ treo một cái thông báo là đang chạy nhạc. Mình tắt màn hình đi thì nó vẫn chạy bình thường. Thì khi mà các bạn cài lần đầu tiên ấy, có thể là nó sẽ gặp lỗi khi mà các bạn bấm vào nền ra thì nó sẽ tắt nhạc. Thì khi đó các bạn sẽ bấm vào cái nút đa nhiệm, các bạn tắt luôn cho mình. Sau đó các bạn vào lại và các bạn bật lại bài nhạc vừa nãy các bạn nghe. Thì lập tức là chúng ta đã có thể sử dụng cái tính năng nền này rồi. Cái thứ hai, điểm thứ hai mà mình thích trên ứng dụng này đó là chúng ta có thể tải được về video. Thì các bạn sẽ biết là trên cái YouTube bình thường của chúng ta là mình sẽ vào nhá. Trên YouTube bình thường thì các bạn sẽ thấy là chúng ta cũng sẽ có cái nút đó là lưu vào để xem offline. Nhưng có một cái điều giới hạn ở đây đó là chúng ta sẽ chỉ lưu được cái video dưới dạng là HD 720p mà thôi. Cũng như là chúng ta lưu offline bằng YouTube thì sẽ chỉ xem được vào YouTube. Nhưng mà với cái OG YouTube này thì chúng ta có thể lưu lại và vẫn có thể xem được bằng cái bộ sưu tập ở trong này của chúng ta. Đó, các bạn thấy nhá, mình vừa lưu một cái ở đây rồi. Đó, mình sẽ mở sang video này, mình bấm vào lưu. À, mình bấm vào tải về chứ, mình bấm nhầm. Bấm vào đây thì chúng ta có thể thay đổi độ phân giải. Các bạn nhìn thấy đây chúng ta có độ phân giải cao nhất là 4K này. Đó, chúng ta có thể chọn được chất lượng âm thanh ra thấp hoặc trung bình. Nhưng mà chúng ta có thể trung bình để có thể được cái chất lượng âm thanh tốt nhất. Và phụ đề chúng ta cũng có thể tải được phụ đề luôn. Phụ đề thì chắc là phải đọc bằng cái ứng dụng này. Đó, sau đó các bạn sẽ bấm vào tải về. Lập tức là cái video của chúng ta sẽ bắt đầu tải về. Đó nhá. Khi mà ứng dụng, khi mà cái video của chúng ta được tải về đấy thì nó sẽ được lưu ở trong cái đường dẫn mặc định, đó là file của bạn này. Các bạn ở trong các cái trong các mẫu smartphone khác, các bạn có thể tìm vào trong cái trình quản lý file, sau đó vào trong cái OG mode, sau đó vào OG YouTube. Đó, các bạn sẽ thấy cái video chúng ta tải về được lưu ở trong đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cách cài đặt của ứng dụng này. Thì mình đã gỡ sẵn ở trong cái điện thoại mình ra rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong cái thư mục quản lý file. Thì các bạn sẽ tải về hai cái file mà mình cho link ở phía bên dưới. Nó sẽ có một cái file tên là OG YouTube này, và một cái file nữa nó tên là Micro G for OG YouTube. Thì đây là một file bổ trợ để có thể chạy được cái OG YouTube. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào cài đặt như bình thường. Nếu mà bạn nào chưa cho phép cài đặt ứng dụng ngoài thì khi mà nó hiện lên các bạn có thể tích vào đó, thì lập tức chúng ta có thể cài được ứng dụng từ bên ngoài rồi. Sau khi cài đặt xong thì các bạn bấm vào xong và cài tiếp cho mình cái file tên là Micro G for OG YouTube. Đó, vậy là chúng ta đã cài đặt xong, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào khởi chạy cái ứng dụng này lên. Thì đó, các bạn thấy là nó hoạt động tương tự như cái YouTube bình thường chúng ta thôi, nhưng mà chúng ta sẽ có thêm hai cái tính năng ở đây mà đầu tiên mình đã giới thiệu cho các bạn rồi. Và đó là video mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn cái ứng dụng có tên là OG YouTube, một ứng dụng mà mình thấy nó rất là hay và tuyệt vời. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích, đừng quên like, share với bạn bè và bấm vào subscribe để ủng hộ channel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video sau.